Khi bạn nhìn thấy biển báo này bên hồ ở Burlington, điều đó có nghĩa là bãi biển đã đóng cửa. Bạn không được bơi hoặc cho con bạn chơi dưới nước vì có chất độc từ vi khuẩn trong nước có thể khiến bạn bị bệnh nặng. Đừng để những thú vật nuôi của bạn bơi trong nước. Tránh xa nước có màu xanh lá cây, xanh dương, nâu hoặc màu đỏ hoặc trông như có mây đừng bao giờ bơi nếu bạn nhìn thấy biển báo này